với series tìm hiểu về lịch sử tiền giấy Việt Nam và giải mã các hình ảnh ở trên tờ tiền, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về bộ tiền năm 1985. Các bạn nếu chưa xem về lịch sử tiền giấy và những hình ảnh in trên tờ tiền thì sẽ ấn vào phần link mô tả ở phía bên dưới tôi đã ghim để chúng ta có thể xem những video về lịch sử tiền giấy. Và các bạn nhớ đăng ký kênh, like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ tiền giấy này. Bộ tiền giấy năm 1985 này bao gồm tổng cộng là 11 tờ tất cả, với các mệnh giá nhỏ nhất đó chính là tờ 5 hào và mệnh giá lớn nhất đó chính là tờ 500 đồng. Kích thước thì tờ 5 hào kích thước rất là nhỏ, còn tờ 5 so với tờ 500 đồng. Và dùng tờ 500 đồng này so với tờ 10.000 đồng hoa hậu tiền giấy thì kích thước của tờ 500 đồng này to hơn một chút. Nó tương tự với kích thước của tờ giấy 500.000 polymer mà mình đang sử dụng. Bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh với tờ 5 hào này. Tờ 5 hào năm 1985, mặt trước in hình ảnh quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hình ảnh của cột cờ Hà Nội. Năm sản xuất, năm in 1985. Mặt sau của tờ giấy bạc này đó chính là hình ảnh của hoa sen cách điệu từ 5 hào viết ở trong giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiếp theo, tờ giấy bạc có mệnh giá nhỏ thứ hai đó chính là tờ 1 đồng năm 1985 in màu xanh, quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cột cờ Hà Nội. Cột cờ Hà Nội thì gồm có 3 tầng ở phía dưới và cột cờ ở phía bên trên, tổng chiều cao là 40m. Cột cờ Hà Nội thì được xây dựng vào thời kỳ của vua Gia Long. Đây là một trong những công trình tiêu biểu của Hà Nội mà không bị thực dân Pháp phá hủy. Mặt sau của tờ tiền đó chính là hình ảnh của danh lam thắng cảnh Hoàn Phụ Tử ở Hà Tiên. Đây là Hoàn Phụ và đây là Hoàn Tử. Hai Hoàn Phụ Tử này nghiêng nghiêng về một hướng. Tuy nhiên vào năm 2006 thì Hoàn Phụ đã bị đổ mất một nửa. Tiếp tục đó chính là tờ giấy bạc có mệnh giá nhỏ thứ 3 là tờ 2 đồng năm 1985, năm in, quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cột cờ Hà Nội và hình ảnh của bông hoa sen cách điệu ở phía dưới, 2 đồng. Mặt sau của tờ tiền đó chính là hình ảnh bến cảng Hà Tiên, một trong những bến cảng quan trọng của nước ta ở phía Nam. Những hình ảnh của những chiếc thuyền ở ngoài khơi. Và ở trong góc này thì các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của chim phượng, cách điệu của chim phượng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tờ giấy bạc có mệnh giá nhỏ thứ tư đó chính là tờ giấy bạc 5 đồng màu xanh lá cây, rất là đẹp. Quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hình ảnh của cột cờ Hà Nội 1985 năm in. Mặt sau của tờ tiền này đó chính là hình ảnh của sông Hương, hình ảnh của các thuyền đang ở trên sông Hương và cầu Tràng Tiền, một trong những biểu tượng của thành phố Huế. Đây cũng là một di tích lịch sử quan trọng của thành phố cũng như là của nước ta. 5 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hình ảnh như một bức tranh. Tiếp tục, đó chính là tờ giấy bạc 10 đồng. Lần này thì ở phía trước cột cờ Hà Nội đã được chụp một góc nghiêng, thể hiện sự vẻ đẹp hoành tráng của cột cờ Hà Nội, quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1985. Màu của tờ tiền là màu đỏ nâu. Mặt sau của tờ tiền này đó chính là hình ảnh của cầu Tê Húc và đền Ngọc Sơn ở trên Hồ Gươm. Hình ảnh của bông hoa sen cách điệu 10 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiếp tục là chúng ta sẽ tìm hiểu về tờ giấy bạc 20 đồng. Bắt đầu từ giấy bạc 20 đồng này thì mặt trước của tờ tiền đó chính là hình ảnh của Bác Hồ và hình ảnh của quốc huy, hình ảnh của Bác Hồ trên tờ giấy bạc 20 đồng năm 1985, năm in của tờ tiền,
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặt sau của tờ giấy bạc 20 đồng đó chính là hình ảnh của chùa Một Cột, một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Chùa Một Cột thì xây dựng vào thời kỳ nhà Lý. Họa tiết hoa văn trên tờ 20 đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiếp theo đó chính là tờ tiền mà tôi muốn giới thiệu nhất với các bạn. Đó chính là tờ tiền có mệnh giá độc lạ nhất thế giới cũng như là ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì có 2 lần sản xuất in tờ tiền có mệnh giá 30. Đó chính là vào năm 1985 và năm 1981. Mệnh giá khá là độc. Thông thường thì chúng ta thấy các tờ tiền có mệnh giá 1, 2 và 5. Mệnh giá như thế để cho dễ dàng sử dụng. Tờ giấy bạc 50 đồng, 30 đồng này thì mặt trước vẫn là hình ảnh của Bác Hồ và hình ảnh quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hình ảnh của hoa sen cách điệu. Mặt sau của tờ tiền đó chính là hình ảnh bến chợ Bến Thành. Phía nam của chợ Bến Thành có cột cờ, có cột đồng hồ. Đây cũng là một trong những biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Hình ảnh đoàn người, người dân đang tấp nập ở trong chợ Bến Thành. Hình ảnh rất là rõ nét, sắc nét. Xe, người, người đang đi xe đạp. Tiếp tục là hai tờ tiền đều có mệnh giá là 50 đồng. Một tờ được in trước đó chính là tờ 50 đồng màu xanh lá cây này, in năm 1985. Mặt trước là hình ảnh của Bác Hồ và quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoa sen cách điệu. Hầu hết tất cả các tờ tiền thì các bạn đều có thể nhìn thấy có hình ảnh của hoa sen cách điệu. Mặt sau của tờ tiền này đó chính là in hình ảnh đập thủy điện Hòa Bình, một trong những công trình lớn nhất của nước ta thời bấy giờ, dưới sự hợp tác của Liên Xô. Hoa sen cách điệu đây. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 50 đồng màu xanh lá cây. Tờ giấy bạc 50 đồng màu trắng. Mặt trước vẫn là hình ảnh của Bác Hồ và hình ảnh của hoa sen cách điệu nằm trên dòng 50. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và mặt sau của tờ tiền này, đây chính là Đại lộ Thăng Long, một trong những công trình giao thông tiên tiến nhất thời bấy giờ. Hình ảnh ô tô đang đi ở trên đường, trên đại lộ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 50 đồng, phát hành năm 1985. Hoa sen, một loài hoa biểu tượng của người Việt Nam. Tiếp tục là tờ giấy bạc có mệnh giá lớn thứ 2 của trong bộ tiền giấy này, đó chính là tờ giấy bạc 100 đồng. Mặt trước của tờ giấy bạc này được vẫn in hình ảnh Bác Hồ và quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoa sen cách điệu. 1985. Mặt sau của tờ tiền này đó chính là hình ảnh của những người nông dân đang gặt lúa. Tôi xin lỗi, đang cấy lúa. 3 người nông dân, 4 người nông dân và rất nhiều người nông dân ở phía đằng sau. Và chúng ta có thể thấy được là hình ảnh của máy cày đang làm việc ở phía xa. Xa hơn nữa đó chính là hình ảnh của đoàn tàu đang lăn bánh. Và xa hơn nữa thì chúng ta lại nhìn thấy được quang cảnh của một nhà máy xí nghiệp. Điều này thể hiện rằng là đất nước ta đang đổi mới từng ngày. Một điểm khá thú vị ở trên tờ giấy bạc này. Và tờ tiền cuối cùng ở trong bộ tiền năm 1985 này, đó chính là tờ giấy bạc 500 đồng. Tờ giấy bạc này có màu đỏ tươi. Hình ảnh của bông hoa. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ảnh Bác, in năm 1985. Mặt sau của tờ tiền này đó chính là hình ảnh của nhà máy xi măng Bỉm Sơn, một trong những công trình cung cấp xi măng cho công nghiệp xây dựng của đất nước.
hình ảnh của hoa sen cách điệu đây. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về tổng 11 tờ tiền trong bộ năm 1985. Và bảo an ở trên tờ tiền này thì tôi sẽ xoay cho các bạn. Khi chúng ta xoay ngược sáng sẽ thấy bảo an trên tờ tiền. Chẳng hạn như tờ tiền 500 đồng này, thì khi xoay ngược sáng thì ta sẽ thấy hình ảnh của Bác Hồ. Tôi sẽ xoay ngược sáng cho các bạn. Khi xoay ngược sáng sẽ nhìn thấy hình ảnh của Bác Hồ. Chân dung Bác nằm nghiêng, 100 đồng, hình ảnh của Bác Hồ, bảo an nằm nghiêng. Còn những tờ giấy bạc khác thì bảo an của nó là hình chìm hoa sen, hình chìm bông hoa sen. Đây, khi chúng ta xoay ngược sáng đây, hình chìm bông hoa sen. $50, hình chìm bông hoa sen. Đây, hình chìm bông hoa sen, khi chúng ta xoay ngược sáng thì sẽ nhìn thấy hình chìm này. 20 đồng đây, hình chìm bông hoa sen. Như vậy là tôi và các bạn vừa cùng nhau đi khám phá về bộ tiền năm 1985. Nếu bạn thích video này, đừng ngần ngại ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Các bạn có thông tin hay có ý kiến gì đóng góp về chủ đề này thì chúng ta cùng nhau thảo luận ở dưới phần comment. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.